có thể làm chỗ quay về nương tựa cho người không có nơi quay về nương tựa, có thể làm ánh sáng cho người tối tăm, có thể làm tai mắt cho người đùi điếc. Vì sao, này thiện nam tử, nếu ai có thể dùng phương tiện thiện, thiện xảo an trụ bát nhã ba làm mật đa, thì mau chứng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề tất cả ác ma chẳng thể làm trở ngại. Thiện hiện nên biết nếu các bồ tát có thể an trụ đúng ban nhã ba la mật đa sâu xa thì được chư Phật thế tôn ở vô lượng vô số của biển thế giới trong mười phương ở giữa đại chúng tự nhiên hoàn hỷ khen ngợi tán thán danh tự dòng họ sắc tướng công đức như ta ngày nay ở giữa đại chúng tự nhiên hoan hỷ khen ngợi tán thán Bồ Tát Bảo Tràng và các Bồ Tát vân vân về danh tự dòng họ sắc tướng công đức đang an trụ ban nhã ba la mật đa sâu xa tịnh tù phạm hạnh ở cõi Phật bất động bây giờ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều ở giữa chúng tự nhiên hoan hỉ khen ngợi tan thán tất cả danh tự dòng họ sắc tướng công đức của Bồ Tát Trăng. Phật bảo, chẳng phải vậy nếu các Bồ Tát đã được bất thối chuyển vô thượng tránh đẳng Bồ Đà, hành phước tiền thiện xào bát nhã ba làm mật đa, thì các Bồ Tát này được các đức như lai ứng tránh đẳng giác ở giữa đại chúng tự nhiên hoan hỷ, khen ngợi tán thán danh tự dòng họ sắc tướng công đức. Cổ thọ thiện hiện bạch Phật Bạch Thế Tôn có Bồ Tát nào chưa được bất thối truyền quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà được như lai ứng tránh đẳng giác ở giữa đại chúng tự nhiên hoan hỷ khen ngợi tán thán danh tự dòng họ công đức trăng, Phật dạy. Cũng có, đó là các Bồ Tát tùy chờ đắc bất thối chuyển qua vị vô thượng tránh đẳng Bồ đề nhưng tu phương tiện thiện xảo ban nhã ba làm mật đà, thì các Bồ Tát này cũng được các đức như lai ứng tránh đẳng giác ở giữa đại chúng tự nhiên hoàn hỉ, khen ngợi tán thán danh tự dòng họ sắc tướng công đức, như có Bồ Tát khi theo Phật bất động làm Bồ Tát đã học việc tu và an trú sự thực hành để tu hành phương tiện thiện xảo của ban nhã ba làm mật đa lại có Bồ Tát theo Bồ Tát Bảo Tràng vân vân đã học việc tu và an trú sự thực hành để tu phương tiện thiện xảo của Ban Nhã Ba La Mật Đa thì Bồ Tát ấy tuy chưa được bất thối chuyển quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nhưng được như lại ứng chánh đẳng giác ở giữa đại chúng tự nhiên hoàn hỉ, khen gọi tán thán danh tự dòng họ sắc tướng công đức lại nữa thiện hiện có các Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đối với tánh vô sành của tất cả pháp tuy rất tin hiểu nhưng chưa chứng tác vô sành pháp nhẫn đối với tánh rốt giáo không của tất cả pháp tuy rất tin hiểu nhưng chưa chứng được tự tại